Hello các bạn, là Lão Sơn Ép đây. Thì video này chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện thao tác là thiết kế chia backend của phần Adroom nhé. Thì trước hết á, mình trong video này mình sẽ chia nhỏ ra hai phần. Cái phần đầu tiên á, mình sẽ làm như thế nào? Mình sẽ tạo một cái database và kết nối với database. Chúng ta tạo một cái function để kết nối vào database của chúng ta nhé. Thì trước hết á, mình sẽ bắt đầu luôn, không lòng vòng của các bạn nữa. Ok, thì trước hết các bạn mở cái project của các bạn lên cho mình nhé. Trong cái project này các bạn, bạn đã tạo cho mình ở video trước, chúng ta đã tạo cái form Adroom rồi, là thêm phòng rồi các bạn. Thì video này chúng ta sẽ thực hiện thao tác là bạn bấm cho mình là nhất mình sẽ tạo cái database nha. Thì bạn bấm và gõ trong phần search cho mình là gõ search nha, bạn gõ chữ là server export, mình server export cho mình nhé. Và nó hiện lên chữ server export này các bạn. Và bạn bấm vào chữ là bấm vào đây nha, connect to database cho mình nhé. Connect to database các bạn, bạn sẽ bấm vào chữ là database file name thì chúng ta sẽ đặt tên của data, của cái dữ liệu, cơ sở dữ liệu chúng ta nhé. Thì ở đây á, mình sẽ đặt tên như sau. Mình đặt tên là DB Hotel nhé, DB My Hotel đi, My Hotel là DB My Hotel nhé, mình sẽ đặt tên là DB My Hotel và bấm OK cho mình. Thì trong đây á, mình sẽ tạo cái cơ sở dữ liệu ở trong cái visual luôn nhé. Ok nhé, thì hiện tại mình đã tạo thành công cái DB My Hotel rồi, DB My Hotel rồi các bạn. Thì tiếp tục mình sẽ làm như thế nào? Bạn bấm vào đây, bạn bấm vào chữ table, table cho mình nhé. Bạn bấm vào đây, table, bạn bấm vào chữ add new table cho mình. Trong phần add new table này bạn, bạn thấy cái chữ là create DB table không? Thì các bạn ở dưới cái phần description của video này các bạn, mình có để một cái file database để các bạn hãy copy và paste vào đây nhé. Hiện tại nếu bạn mở lên á thì nó sẽ có như vậy các bạn. Thì bạn copy cho mình chữ là mình sẽ tạo một cái database có tên, một cái bảng có tên là room. Bạn copy dòng room này cho mình nhé, copy dòng này, bấm Ctrl C nó và bạn qua đây. Bạn bấm Ctrl A, Ctrl V cho mình nhé, mình paste vào đây. Hiện tại nè, mình sẽ tạo một cái bảng có tên là room. Ok nhé. Và có cái ID, room ID nè, room node nè, số phòng nè, room type nè. Rồi loại phòng nè, bed nè, loại giường nè, rent là giá phòng nha các bạn. Thì mình làm phần này rồi, ok nhé. Và bạn bấm vào chữ update cho mình nha, update để chúng ta cập nhật database nè, update database nè. Thì bạn chờ trong giây lát để nó cập nhật dữ liệu của chúng ta nhé. Và tiếp tục bạn bấm vào đây, bấm refresh cho mình để chúng ta log dữ liệu lại chúng ta nè. Ok nhé, bấm refresh và bấm vào chữ table cho mình nè. Hiện tại mình đã có một cái bảng có tên là room rồi nha các bạn. Và tiếp tục hiện tại mình đã tạo thành công cái phần database rồi và tạo một cái bảng ở trong room ở trong database rồi và chúng ta sẽ bắt đầu connect cái database của chúng ta vào cái dự án chúng ta nha. Thì mình bấm vào và bấm chữ là solution export cho mình nhé và bấm với cái chương trình quản lý khách sạn chúng ta nè và bấm chữ là add và bấm chữ là class cho mình. Thì các bạn đặt tên cho mình là function cho mình nhé. Ok, mình đặt cho function, bấm chữ add cho mình. Thì trong cái hàm function này các bạn, mình sẽ làm như thế nào? Thứ nhất á, mình sẽ khai báo cái dữ liệu chúng ta không muốn. Mình khai báo cho mình là using system.data.sql client nhé. Ok, và tiếp tục bạn khai báo cho mình chữ using system.data nhé. Và tiếp tục bạn khai báo cho mình một cái nữa. Oh no, sorry. Bạn khai báo một cái user và cái system.windowform nhé. Window.from. Ok, bạn khai báo cho mình như vậy nha, bấm CTRL S nha. Bạn khai báo như phương tiện như vậy đi. Và tiếp tục mình thấy trong class function này các bạn, mình sẽ làm như thế nào? Thứ nhất á, mình sẽ có một cái hành một cái bạn nếu mà các bạn học học lập trình hướng đối tượng các bạn. Thì chúng ta có cái private, protected và public. Thì chúng ta khai báo một cái phần truy cập là protected cho mình. Protected. Trong cái protected này, chúng ta khai báo một cái SQL connection nhé. Ok, SQL connection này các bạn, mình khai báo một cái chữ là REST connection cho mình. Khai báo một cái hàm là connection. REST connection. Ok. Ok nha. Và trong REST connection này các bạn, trong hàm này chúng ta có một cái SQL connection, bạn khai báo một cái đối tượng là call và chúng ta new lại cái SQL connection này.
Ok, tạm thời như vậy. Và tiếp tục bạn sẽ cắm con này, sẽ cắm chấm tới cái hàng connection twin ấy. Connection twin trong đây các bạn mình sẽ truy cập đến cái hàng database của chúng ta nha. Ok, và tiếp tục bạn quay qua cái hàng bấm vào chữ DB My Hotel này bạn, DB My Hotel nha. Và chúng ta bấm vào chữ prototype mình và bạn bấm chữ connect twin nè. Bấm vào đây nha. Bấm vào chọn A, cạnh chọn C cho mình. Và chúng ta bắt vào đây cho mình, bắt vào đây nha, bắt vào đây. Hiện tại các bạn mình sẽ làm như thế nào, mình sẽ bấm vào đây nè, ngay chỗ mày thấy là mấy thằng lỗi không, mày bật trong một dấu gạch nữa thì hai dấu gạch ngang nha, và cái dấu mặt này nè, chúng ta thấy cái một đơn một đôi nè, bạn bị xóa đi rồi bạn cho thằng này nè, nó xích lại đây xíu, bạn cho dấu mặt dấu gạch ngang một cái nữa. Hiện tại mấy hàng dấu gạch ngang nè nó thiếu dấu gạch thì chúng ta cho một dấu gạch nữa nha. Ok, thêm một dấu gạch ngang nữa, và ngay chỗ này các bạn thì mình xóa đi cái mặt đơn này nha, xóa đi cái mặt đơn này, mặt đôi chứ, xóa đi mặt đôi này. Và tiếp tục các bạn mình kéo qua đây cho mình, ngay chỗ này nè mình cho một cái dấu chấm phẩy cho mình nha. Ok, và bấm Ctrl S cho mình, Ctrl S nha, Ctrl S, Ctrl S. Ok, và tiếp tục các bạn bạn sẽ xuống dòng dưới đây, bạn sẽ nếu mà đây chúng ta có tạo cái function rồi thì chúng ta có cái return nha, thì có phải kiểu trở về nha, mình ghi là return return con. Ok, bấm Ctrl S cho mình. Hiện tại cái hàm này nè bạn, vì mình connect đến cái database chúng ta nhé, thì truy cập đến database của chúng ta thì mình đã khai báo như vậy rồi. Và tiếp tục bây giờ chúng ta sẽ thực hiện thao tác là lấy cái dữ liệu nha, public, mình khai báo là public public dataset. Ok, dataset và ghi chữ là red data. Ok nhé, red data này các bạn mình khai báo là chữ string query, string query cho mình. Và tiếp tục các bạn mình khai báo trong string query này các bạn, mình khai báo cho hàm này chúng ta khai báo là SQL connection nhé, và media con, và tiếp tục bạn ghi bằng 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 red connection nhé, bằng cái hàm chúng ta đã connect trên đây các bạn, red connection đây rồi, chúng ta đã truy cập đến database chúng ta rồi, và chúng ta sẽ red cho nó con này sẽ bằng như vậy. Và tiếp tục bạn ghi là SQL comment nhé, SQL comment, và bạn cho nó cmd, tạo một tượng là cmd và new SQL comment. Và tiếp tục các bạn, bạn sẽ cho mình một cái hàng dưới đây. Cái CMD này chúng ta chấm đến connection nhé, connection. Bạn cho nó bằng con. Và tiếp tục bạn ghi CMD chấm commented cho mình. Bạn cho bằng, bạn ghi là query. Và bạn xuống cho mình khai báo cho mình chữ là SQL. SQL data after test nha. Thì chúng ta cho bằng DA bằng new data after. Ok, chúng ta tạo một cái tượng là DA. Và tiếp tục các bạn, trong cái SQL data after này chúng ta sẽ có một cái đối tượng chúng ta truyền vào là chữ CMD nhé. Và xuống đây các bạn mình khai báo cho mình chữ là dataset nha. Dataset thì bạn có chữ DS, đối tượng DS, và tiếp tục mình ghi là new dataset. Ok, thì tạm thời như vậy. Và chúng ta sẽ bấm data field chấm field nhé, và trong đây các bạn mày sẽ cho mình như vậy, và chúng ta sẽ truyền vào cái chữ ds đối tượng, cái đối tượng là ds. Ok nhé, và chúng ta trả về return ra cái ds này. Ok nhé, thì bên cái phần red data này các bạn mày sẽ làm như vậy nha. Và tiếp tục bây giờ chúng ta đã có lấy dữ liệu rồi thì chúng ta phải đặt cái dữ liệu khi chúng ta xóa sửa gì các bạn, thì chúng ta phải cập update lại nha, thì chúng ta sẽ làm như thế nào. À, mình ghi chữ là public cho mình, và ghi chữ là data data no sorry mình ghi chữ public, của bạn ghi là void set data. Và tiếp tục cái set data này chúng ta truyền cái hàm số như sau, mình ghi là string query, và tiếp tục anh chị là string string name no string messenger đi, thông báo nha, messenger. Và tiếp tục trong đây các bạn bạn khai báo cho mình chữ là SQL connection như mình, SQL connection, và tạo một đối tượng là con, và chúng ta sẽ gán cho nó là red connection, cái hàm red connection ở trên. Và tiếp tục các bạn ghi là SQL comment nhé, bạn cho nó tạo một đối tượng là cmd, và chúng ta sẽ gọi là SQL comment. Ok, và tiếp tục các bạn bạn khai báo cho mình chữ cmd, đối tượng xin đi, chúng ta sẽ chấm connection nhé, connection, và bạn khai báo chữ con. Ok, và tiếp tục bạn ghi chữ con con nhé, bạn chấm chấm open nhé,
Để chúng ta con.open, chúng ta mở cái cơ sở dữ liệu chúng ta lên và tiếp tục các bạn. Cái hàng dưới đây các bạn, bạn cho mình chữ cmd chấm are commented như mình commented, và chúng ta sẽ khai báo như vậy, và chúng ta sẽ báo như commented nha. Chúng ta bằng bằng cái chúng ta query cho bằng ráng cho nó chữ query nha. Rồi xuống dòng như mình khai báo cho mình chữ là con chấm are sorry, mình ghi chữ là cmd cmd chấm sql current connect sql connect query nhé. Mình cho cái hàm, mình hàm gọi lấy hàm đó và tiếp tục cái hàng con này nó sẽ chấm con chấm close, cứ tưởng tượng là con chấm close nhé. Nhưng nó đóng lại và tiếp tục các bạn. Trong đây các bạn, ở dưới đây là chúng ta sẽ có một cái thông tin thông báo là mình ghi chữ là messenger messenger post chấm show năm sau nha. Thì chúng ta cái hàng messenger bot này nè, chúng ta đã khai báo ở trên này rồi, khai báo hương vị là system window form các bạn. Thì chúng ta khai báo như vậy nha. Trong sau này các bạn mình sẽ làm như thế nào, trong đây chúng ta có chữ là messenger nhé, chúng ta gọi messenger messenger và tiếp tục bạn cho một cái hàng này khai báo như vậy, và bạn cho một cái hàng đó là chữ success cho mình, cái chuỗi là success success ok nhé. Và tiếp tục bạn khai báo chữ là messenger messenger bot bottom bạn chấm ok nhé. Và tiếp tục bạn chơi ghi chữ là messenger icon messenger post icon ok nhé, bạn chấm chấm information nhé, information ok, bấm cái chữ s cho mình. Thì tạm thời như vậy nha các bạn, hiện tại mình đã có một cái hàm là read data là lấy dữ liệu rồi, và tiếp tục mình có set data là đặt dữ liệu, khi chúng ta cập nhật dữ liệu á thì update á thì chúng ta có set data nhé. Ok, thì tạm thời như vậy. Và chúng ta sẽ có một cái phương thức nữa. Chúng ta khi báo là chữ public cho mình, và ghi chữ là SQL, SQL data, data reader đi, data reader. Bạn ghi chữ là read for combo, combo nhé. Thì bạn ghi trong đây, chúng ta có một cái phương cái hàm hàm số là string query cho mình. Ok, tạm thời như vậy. Và chúng ta sẽ có một chữ là SQL, SQL connection connection như mình, bạn kê chữ con bạn bằng read connection như mình ok nhá. Và tiếp tục các bạn, trong đây dưới đây bạn ghi chữ là SQL SQL comment nhá, SQL comment bạn cho là cmd bằng new SQL comment ok. Và tiếp tục dưới đây thì cho là cmd chấm connection. Chúng ta sẽ gán cho nó là con, gán cho nó là đối tượng con. Và tiếp tục các bạn, bạn sẽ cho một cái hàng nữa, chúng ta sẽ gọi là con chấm open như mình, và bạn xuống dòng ở đây bạn khai báo cho mình là cmd bằng new sql sql command, chúng ta chuyển vào chữ là query và chuyển vào cái chữ là bạn chuyển vào đối tượng là con, và bạn xuống dòng mình khai báo cho sql sql data data update data data reader data reader nhé. Và bạn ghi chữ là bạn tạo đối tượng là str, và chúng ta bằng chúng ta chấm cmd chấm sql reader như mình sql reader ok. Bạn xuống dòng như ta bị khai báo chính là return str, return ra cái str này nhé các bạn, trả về chữ str như mình. Ok, thì cái function này á, chúng ta đã khai báo xong rồi các bạn. Thì đôi khi các bạn, thì mình giọng mình cũng hơi đau họng nha các bạn, thì các bạn hãy coi phần này nhé. Thì tạm thời mình đã khai báo xong cái phần mình đã tạo cái database rồi, và tạo cái hàm function để truy cập vào cái database chúng ta rồi. Thì ở video tiếp theo của phần AppRoom này á, chúng ta sẽ kết nối với cái function này với cái room, cái format room chúng ta, để chúng ta load cái dữ liệu lên nha các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video nhé, hẹn các bạn ở video sau.